Cây bưởi bung hay còn gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau như cây cơm rượu, cây bái bài, cây cát bối, và ở một số nơi khác nhau thì cây này còn có nhiều tên gọi khác nhau. Như cây này ở quê mình thì nhiều chỗ cũng đã gọi là cây chùm rụm. Cây này thì trái nó chín, khi chín nó có màu hồng hồng và đỏ, mọc thành chùm chùm to cũng bằng đầu ngón tay út, và trái này thì ăn có được mà có vị ngọt. Nhỏ mình cũng thường hái trái này ăn. Này thì thường nó mọc trong các bìa rừng núi hoặc là ở các hàng rào ở vùng nông thôn. Như quê mình trước rất nhiều, nhưng hiện tại thì bê tông hóa nhiều nên hầu như cây này cũng không còn nữa. Các bộ phận thường làm thuốc của nó là hầu như hái tất cả các bộ phận của nó đều dùng nó làm thuốc và trị được nhiều căn bệnh khác nhau. Trong video này thì mình xin nói sơ qua một số công dụng của cây bưởi bung hay còn gọi là cây cơm rượu. Nhiều nơi thì người ta thường gọi cây này là cây cơm rượu. Thì trong dân gian là cây bưởi bung người ta thường dùng để trị cảm cúm. Cây này dùng để trị cảm cúm khá tốt và cực kỳ an toàn, nó không có độc. Thường thì người dân hái một nắm lá bưởi bung và đem rửa sạch, cho vào cái ấm đất để đun với một lượng nước vừa đủ, chia ra uống trong ngày, thường uống không ba không lần đó trong ngày thì thấy cảm đỡ đi rất nhiều. Một công dụng nổi tiếng của cây bưởi bung đó là trị kém ăn và da vàng cho sản phụ. Sản phụ sau khi sinh nếu bị da vàng ăn không thấy ngon thì mình hái lá bưởi bung đem sao vàng đi, cho vào ấm đất và đổ nước vào sắc. Ngày uống khoảng 2 lần thì kiên trì sử dụng sẽ thấy tình trạng kém ăn và dần qua dần da vàng của sản phụ sẽ đỡ đi rất nhiều. Trị mụn nhọt do bị mủ lâu ngày, mình hái lá bưởi bung và cộng thêm lá chanh, một số đem phơi khô đi và tán nhỏ. Và mình tán nhỏ và rây thành bột mịn, sau đó rắc lên vết thương thì vết thương sẽ mau chóng khỏi. Và quả bưởi bung thì người ta còn dùng để trị kén ăn, chướng bụng, đầy hơi đối với trẻ nhỏ hoặc là đối với người lớn. Hoặc là mình đem quả này với quả quýt mình đem sắc uống như uống nước trà, hãy uống mỗi ngày thì có tác dụng rất tốt trong việc chữa trướng bụng và đầy hơi. Ngoài ra cái bưởi bung thì còn chữa được cái như mụn, lở loét lâu ngày, trị đau bụng, giảm sốt, ho hay là tiêu hóa kém, trị bệnh phong thấp, đau nhức mình mẩy hay là xương khớp. Đối với người thường xuyên làm việc nặng, đau nhức xương khớp hoặc là mắc các bệnh vừa và phong thấp, thường là những người trung niên lớn tuổi, thì có thể áp dụng bài thuốc với cây bưởi bung này và kết hợp với một số cây thuốc khác như cây cỏ xước hay là hoa kinh giới, dây đau xương để chữa bệnh, kết hợp với chữa bệnh phong thấp như đau nhức mình mẩy. Thì cây bưởi bung cũng như một số cây dược liệu khác thì mình không thường không dùng, độc vị của nó thì nó không có tác dụng cao cho lắm, nên khi dùng thì mình thường kết hợp với một số vị thuốc khác để cho công dụng cao nhất. Tuy nhiên nó cũng là một cây thuốc đông y hơn thuốc nam, thì thường thuốc nam thuốc đông y thì các bạn phải dùng trong một thời gian tầm 3 đến 5 tháng trở lên thì mới có công dụng hiệu quả. Chỉ nhiều người dùng chỉ còn 2-3 tuần, 3-4 tuần thì nó chưa công dụng thì các bạn lại vội bỏ đi, nói thuốc không có hiệu quả thì không được. Thì khi dùng với lượng nhiều và lâu dài thì các bạn nên hỏi ý kiến của các thầy thuốc đông y cũng như những người có kinh nghiệm hoặc là những người bị bệnh mà trước đây đã dùng và hết bệnh. Các bạn hỏi thăm dò kỹ trước khi dùng thường xuyên.